Từ bữa giờ anh hỏi hoài, anh cứ hỏi là bác sĩ chạy rồi phải không, cái mục này là người ta chỉ không được rồi phải không, bây giờ ở nhà ý là muốn cho về gần con gần cái vậy đó, rồi mình chăm được lúc nào mình chăm, để nằm đây thấy tội quá. Thu Yên xin được gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi GoFood. Hiện tại thì con đang có mặt tại bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Cũng đang ngồi một cái hành lang ở đây đây thì tranh thủ ngồi tâm sự với cô chú anh chị một lát ạ. Gần đây thì kênh có chia sẻ về hoàn cảnh của anh Gúc và chị Dầu. Anh bị ca mạch má, sưng nguyên một cái hàm ở phía bên này luôn. Và cái lần gần đây nhất Thu Yên quay thăm anh chị thì cái vết sưng của anh đã to hơn rất là nhiều, và trong họng nữa, không biết tại sao mà nó rất là hay chảy máu ra. Trên cái giường mà anh nằm, cái tấm thảm mà Thu Nguyên quan sát thấy là có rất là nhiều vết máu nó trải dài trên giường. Rồi chị cũng tâm sự với Thu Nguyên là mấy hôm nay là sức khỏe anh yếu đi rất là nhiều và chị lo lắng không có ngủ được. Thêm nữa, sáng nay thì chị có gọi cho Thu Nguyên và báo cho mình một cái tin buồn. Chị thậm chí là cũng phải ra ngoài phòng và nói nhỏ với Thu Nguyên như thế này: bây giờ cái bệnh của anh nó đã nặng quá rồi, bác sĩ chẩn đoán là nó di căn lên toàn thân, có thể chữa trị rất là khó khăn, nên là Thu Nguyên cũng sắp xếp để mình qua mình thăm anh sớm, cũng cùng các mạnh thường quân đồng hành để giúp đỡ cho anh thêm một khoản nữa. Thì bây giờ Thu Nguyên cũng chưa biết là anh chị qua khoa nào, ngồi đây mới vừa gọi cho chị xong đây thì cô chú anh chị chờ một lát và Thu Nguyên đi vào gặp anh chị để biết được tình hình mới nhất anh cô chú ạ. À, dạ thưa cô chú anh chị, mới nãy thì Thu Uyên với chị Dầu có gặp nhau, cũng định là vào thăm anh Quốc để và chia sẻ đến mọi người dễ hơn, nhưng mà ở trong bệnh viện cũng có nhiều cái quy định và cái căn phòng này thì cũng không có thể là quay tiện như lần trước Thu Uyên chia sẻ được, nên là Thu Uyên với chị có đi xuống cái dưới khuôn viên bệnh viện gặp chị riêng để chị em tâm sự. Mà mới vừa ngồi đây trên đường đi mà thấy chị Dầu chị sụt sùi nãy giờ, có chuyện gì buồn lắm hả chị? Là tại vì bác sĩ nói là anh Quốc bệnh bây giờ là nằm ở giai đoạn cuối, bây Dạ. giờ di căn qua xương rồi di căn qua gan rồi não, đang chuẩn bị di căn qua não, tại vì mấy bữa anh sản là bác sĩ nói là do cái nguyên nhân đó nó muốn di căn qua não, bây giờ mình mới sản cái chuyện vậy, Bác sĩ nói cho chị thông tin này từ hôm nào? mới là sáng, Mới sáng này luôn. tại vì bữa mình chụp CT á Dạ. là nó có kết quả, rồi sáng bác sĩ mới gọi ra nói chuyện riêng, nó là bây giờ cái bệnh của ảnh là không có hóa trị là xạ trị gì hết trơn, tại vì nếu mà xạ trị thì sức khỏe của ảnh không đủ để xạ, bởi vì ở đây là không có còn cách nào mà để trị cái bệnh, chỉ có là bây giờ chuyển xuống cái khoa giảm nhẹ đó là để truyền máu cho ảnh rồi. Cho em xin được cắt ngang một xí. Bệnh bây giờ là đã giai đoạn cuối rồi, không có điều trị nữa, là bây giờ xuống khoa chăm sóc giải nhẹ là truyền máu rồi thì có điều trị tiếp không ạ? Không, cái đó bác sĩ nói là người nhà mình muốn xin về nhà cũng vẫn được, nhưng mà bác sĩ khuyên là cái ảnh thiếu máu rất là nặng, giảm tiểu cầu rất là nặng, bây giờ chuyển xuống khoa này là khoa dinh dưỡng với lại truyền máu, là bây giờ người ta truyền máu với lại dinh dưỡng cho mình có sức khỏe mình về nhà mình sống được chút nữa, còn nếu mà mình không tự động mình xin về đó, thì bác sĩ người ta không có chịu trách nhiệm gì đó, lỡ mà dài được trên đường mình về có gì người ta cũng không chịu lắm. Trời ơi, nặng quá. Mới hôm rồi Thu Yên qua là cách đây có mấy ngày đâu có, mà bây giờ là giai đoạn cuối mà không có thể chữa được luôn rồi. Tới em là vợ mình còn bị sốc, sáng bác sĩ nói kết quả nên em còn bị sốc, bây giờ là thiệt, bây giờ là em không còn mình nước mắt mà để khóc thiệt, bây giờ không còn nước mắt mà để khóc, em khóc Anh quá nhiều rồi, với lại em ở nhà cũng giấu nói là không có cho hay, tại vì sáng Quốc có hỏi em nói là bác sĩ chạy rồi phải không, cái em nói không, mà bác sĩ nói là mình gần hết bệnh rồi, bây giờ mình về nhà đi rồi mình uống thuốc bổ sung thêm, chứ mình không dám nói bệnh, tại vì từ bữa giờ anh hỏi hoài, anh cứ hỏi là bác sĩ chạy rồi phải không, cái mục này là người ta chỉ không được rồi phải không,
Bây giờ ở nhà cái ý là muốn cho về đang gần con những cái vậy đó, rồi mình chăm được lúc nào mình chăm, để nằm đây thấy tội quá. Bình thường tôi sẽ hỏi thêm về nhiều thứ nữa, nhưng mà thật sự khi mà nghe Chị giàu chị chia sẻ bây giờ anh không có chị được nữa, tôi cũng nghẹn luôn á. Thật sự là em giờ em cũng biết đầu em bùng 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 giống giống chị luôn nghe. Rồi à, là bây giờ anh Quốc vẫn chưa biết là mình không thể điều trị nữa, mình giấu. giấu không có cho biết, sợ biết rồi nghĩ quẩn đồ này nọ vậy đó, bởi vì giấu không có cho biết, cứ nói là về nhà rồi mẹ nói cho uống thuốc nam rồi chị tiếp, chứ không có nói là bệnh nó về giai đoạn cuối vậy. Rồi bác sĩ có nói là mình truyền máu đến khi nào không chị? Bác sĩ nói truyền xuống dưới, chị cứ xuống dưới truyền đi, nếu mà cảm thấy mà hơi khỏe lại chút á thì mình muốn xin về giờ nào cũng được hết trơn á. À, sáng là đã mẹ kêu xin về là định xin về rồi, bác sĩ khuyên vậy đó, nói là sức khỏe của anh bây giờ rất là yếu, cái tiểu cầu của anh là nó giảm nặng dữ lắm luôn, bây giờ đó là phải truyền truyền để mình có cái sức để mình về mình sống thêm. Gia đình hai bên biết nhưng mà thôi tạm giấu anh Quốc lại, nhưng mà cái về lâu về dài đó chắc chắn là phải nói cho anh để anh biết đấy. Rồi à, cho em hỏi một xíu nữa thêm về cái tình hình sức khỏe của anh hiện tại đó, nó có biến chuyển gì không chị? Thì cái mục đó nó cứ chảy máu hoài, thì bác sĩ cứ tiêm cầm máu hoài như đó. Nó chảy là nó chảy không ngừng luôn, nó chảy không biết, mình không biết nó chảy từ đâu ra luôn. Không biết ở chỗ nào Ờ, luôn. trong cái mục nó cứ tơm máu ra hoài vậy đó, rồi mình cứ chùi mình lao hoài, mình cứ rửa gáy hoài vậy đó. Bây giờ là ở trên nó có mẹ chị trên không, hay là còn giờ là còn Không mình chị chăm? không, mẹ về rồi. Mẹ Là từ về, hôm mà em qua là về tới bạn bây giờ. mẹ có lên vài ngày, mẹ mới về hôm qua, Ừ. tại mẹ về chăm tiếp ông ngoại, đặng cho ông ngoại đi làm, để ông ngoại thất nghiệp từ bữa giờ. Ông ngoại đi làm kiếm tiền cho mấy đứa nhỏ nó ăn, với ổng ba ông muốn cho mấy đứa nhỏ đi học, bởi Ngoại là bao nhiêu tuổi rồi chị? ông ngoại năm nay 58 Dạ. tuổi. Bây giờ ông bị ốm hay sao chị? Không, ông nội thì ốm, mẹ về dưới vừa chăm ông nội vừa sẵn giữ ba đứa nhỏ tiếp ông ngoại luôn, tại vì ông ngoại cũng đi làm rồi, ông ngoại từ bữa giờ ông ngoại nghỉ cũng lâu rồi, Dạ. bây giờ ông ngoại phải đi làm để tiếp tiền, ông ngoại nó để lo cho mấy đứa nhỏ đi học, chứ bây giờ đâu có bỏ nó nghỉ học được. Nó thì bây giờ là ở trên này, chị ở trên này chăm sóc anh, ít hôm là mình sẽ về dưới. Rồi lúc mà chị gọi cho gia đình bàn bạc rồi cái phương hướng điều trị tiếp theo của anh này, thì bên nội bên ngoại có ý kiến gì không ạ? Mình sáng có hỏi mẹ, lúc bác sĩ vừa nói là có hỏi mẹ liền luôn, hỏi là mẹ ý mẹ sao cũng cho quốc ở đây chị tiếp hay là về, thì mẹ mới tưởng nó là không có bị thiếu máu á, thì Dạ. mẹ kêu thôi cho quốc về đi, mẹ kêu cho quốc về đi, về đây đi rồi mình chăm sóc cho ở gần con, mình cho ăn uống dinh dưỡng rồi vô cho nó có sức. Nhưng mà bác sĩ thì khuyên vậy đó, mình ra mình cũng nói là cho em xin về nhà vậy đó. Rồi bác sĩ nói là thôi đi chị ở đây để em khuyên chị nè, bây giờ anh quốc anh bị thiếu máu nặng lắm, bây giờ chị ở đây phải cho người ta qua bên khoa dinh dưỡng, khoa giảm nhẹ, khoa dinh dưỡng là người ta truyền máu với lại người ta bổ sung dinh dưỡng cho ảnh, ảnh mới có sức ăn đi về, chứ bây giờ ảnh giảm, ảnh thiếu máu nặng như vậy rồi bắt đầu chị đưa về dưới, rồi khi cái cục đó nó ra máu mà ai cầm máu cho chị, rồi bởi vì mới quyết định là ở đây. Là bây giờ tạm thời là truyền máu ở trên thôi. Tôi nghĩ nha, không biết là nếu mà anh lên đây và anh được điều trị liền luôn á thì nó có tiếp tục được điều trị hay không? Bởi vì là lên đây mình cũng phải chờ một thời gian rất là lâu và không được điều trị mà. Bây giờ là người ta lại thông báo là giai đoạn cuối rồi, không có điều trị được nữa. Hơi tiếc cái đoạn đó, không biết là nếu mình chữa ngay từ ban đầu mình vào viện á thì nó có kết quả có thể là sẽ khác được không? Thì cũng là do tụi em không tiền, không tiền thì nó mới ra vậy. Lúc đầu thì tính ra là từ lúc bệnh đến giờ là có 4 tháng mấy thôi, nhưng mà nó mau, em không ngờ là nó mau vậy luôn. Rồi lúc đầu thì trong thời gian mình đi khám bệnh, người ta hẹn lên hẹn xuống chạy ra cũng 1 tháng mấy, lúc đầu nó đâu có bự gì đâu, cứ nhỏ mà mình khám người ta cứ hẹn mình về, tại vì mình không có tiền để mình làm dịch vụ giống người ta đó, thì mình cứ làm theo cái bệnh viện, bệnh viện hướng dẫn sao thì mình làm vậy, cứ hẹn 3 tuần rồi 2 tuần rồi 3 tuần về, rồi tới tháng mấy nay với lại thêm phần đại bảo hiểm, thì người ta nói không có bảo hiểm lên đây là tiền lắm, bởi vì mua bảo hiểm trễ, mình phải đợi bảo hiểm đúng ngày mình mới lên đây.
Bởi vì là cái gia đình của anh chị làm tiền bạc cũng không có dư dả gì, nên bỏ qua cái thời điểm mà mình gọi là tốt để điều trị cho anh. Ví dụ như là khi mà mình về quê á, thì chị sẽ, ai sẽ là người chăm sóc anh, rồi quán xuyến gia đình như thế nào? Mẹ thì mẹ nói là nếu mà em như quất về thì mẹ cũng về dưới luôn, rồi em vẫn đi bán bình thường để em kiếm tiền em lo tiếp tục cho con em, cho chồng em, rồi mẹ chăm tiếp em. Tại vì ở trên này thì mình có bảo hiểm, mình làm cái này kia nó cũng đỡ tiền, còn về nhà ví dụ nếu quá thì cần vô nước thì mình cũng phải truyền nước đồ này Có nọ tiền vậy đó, ra thì phải có mới tiền. mời bác sĩ về nhà trị. Thì về mẹ chăm tiếp, em vẫn đi bán bình thường, đi làm để mình lo cho con mình nữa, còn ba đứa nữa. Tại vì chồng em bây giờ như vậy rồi, nếu mà em không làm nữa thì đâu có ai lo cho con em đâu. Em phải đi làm để em lo cho con em. Mình phải ở nhà thì từ bữa giờ ở nhà cũng khuyên là chuẩn bị tâm lý sẵn, tại vì biết cái bệnh của ảnh, tại vì mình thấy là nhiều trường hợp như trường hợp của anh Thảo, từ bữa giờ có coi clip của anh Thảo là lo, thì lo là sợ giống anh Thảo vậy. Bởi vì mình cũng chuẩn bị tâm lý, tại người ta nói mình còn ba đứa con vậy, phải chuẩn bị tâm lý để mình lo cho con mình. Đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi chị hả? Đứa lớn nhất 12 tuổi, Lớp mấy đâu? lớp 5, có lẽ học lớp 6 nhưng mà học lớp 5, Học chậm. học trễ hơn. Đứa lớn nhất 12 tuổi, còn hai em còn lại thì 9 đi. tuổi với 4 tuổi. Mà hai đứa đang đi học luôn. Còn về viện phí thì mấy hôm nay có phải đóng gì thêm không chị? Hồi sáng mình chuyển xuống đây thì cái chị đó đưa giấy thì mình đóng thêm 3 triệu 8 nữa. 3 triệu 8 đóng để truyền mẫu. Chuyện Truyền máu mẫu. thì bác sĩ kêu đóng thêm 3 triệu 8 thì mình đi đóng. Em nói giả dụ như vậy nha. Giả dụ như là không về, tôi lại tôi điều trị tới đâu tới thì có được không ta? Sáng bác sĩ nói là tới cái lúc người ta cho về thì mình phải về thôi. Tại hồi sáng xin về bác sĩ cũng nói nằm lại đau đó đi, nhờ đó người ta không cho chị nằm lâu đâu, thì người ta tới cái lúc mà người ta không nhận gì nữa người ta cũng cho chị về. Là Trước bây mắt giờ là là bác mình sĩ nằm trả về đây, rồi. bác sĩ trả về. Chị chia sẻ em nghe về cái tình trạng của anh Quốc mấy hôm nay ra sao rồi chị? Mấy hôm nay thì cũng yếu rồi, nhức cái chân, tại vì người ta nói di căn qua xương mà, bây giờ nhức cái chân rồi Dạ. thêm chỗ vai sườn này cũng nhức, nhức hết mẩy rồi chảy máu. Ảnh còn nói mớ không mà. Không, bữa có nói với bác sĩ rồi là từ cái bữa đó tới giờ là anh không còn nói sản luôn. Đấy là con cái mình dưới quê thì anh có hay gọi điện về hỏi thăm tình hình không? Có nhắc tụ trường chưa, có cho mấy đứa nhỏ đi học chưa, Dạ. vì giáo nói là có ba để ba đi làm, ba đóng tiền học cho mấy nhỏ với con mua sách cho mấy nhỏ học vậy đó, yên tâm ở đây chị bệnh đi. Tiền thì bữa bên Thu Quyên có xin cho mình tiền của mạnh thường quân cho đó, thì mình đóng tiền miễn phí ở đây thì cố gắng chị bệnh đi, con ở dưới có người lo, chứ đâu có biết là em cho mấy nhỏ đi học. Chị, cái chuyện mà cho mấy đứa con mình nghỉ học là chị giấu, chị không cho anh biết luôn. Không cho, nhưng mà nếu mà tình trạng mà ảnh về những ngày thì mình vẫn tiếp tục cho đi học, tại vì mình sợ là cái kinh phí nó không đủ để mình đóng cho ảnh, để mình quá chị xả chị thôi. Còn nếu mà bác sĩ mà nói giai đoạn cuối gì á thì mình hy sinh chút xíu mình cho con mình đi học. Có khi nào mà ảnh nói với chị là cái ảnh muốn là dừng cái việc điều trị mình lại để lo cho con không? Không có nói là dừng cái việc điều trị lo cho con nhưng mà đòi về nhà. Là trước khi anh biết cái này là anh đã có ý định đòi về Đúng rồi. rồi, ngày nào cũng đòi về chứ. Ngày nào cũng nói là đi về đi, ở đây nhức nhối quá à, giò cẳng mình mẩy nhức nhối quá à, không có trị gì hết trơn á. Chìm nước với cho uống thuốc, chích thuốc mà không có làm gì hết trơn á. Mấy hôm nay nó chỉ có truyền thuốc với chất nước như này thì thật sự em nghe là mình biết là không có, nó sẽ không có đỡ, trừ phi là nó có cái hóa trị hoặc là những cái phương pháp nào nó can thiệp hơn. Rồi còn về chi phí là mới đóng khoản đấy thôi, còn bác sĩ có nói là sắp tới đóng thêm khoản nào nữa không chị? Không, hồi sáng cái chú mà nhận tiền á, là nói là cái tiền tạm ứng mình vẫn còn, nhưng mà cái này là mình đóng của ổng là 11 triệu, rồi bây giờ là thêm 3 triệu 8 là nó thanh toán khoản chi phí thôi, còn cái tiền tạm ứng mình vẫn còn đó. Và chừng nữa là người ta kêu đóng cái gì thì mình nói là mình đóng rồi, không cần đóng gì nữa.
Tôi thông báo với chị một cái tin vui luôn. Tin vui là sau khi Thu Quyên chia sẻ hoàn cảnh của mình lên trên YouTube và trên các trang mạng xã hội đó, thì có rất là nhiều mạnh thường quân quan tâm và cũng có gửi Thu Quyên một cái khoản tiền để giúp cho anh Quốc tiếp tục điều trị bệnh, cũng như đồng hành cùng anh chị để mình điều trị bệnh hết. Ở đây thì Thu Quyên cũng xin được đọc tên các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Quốc ạ. Thứ nhất là có cô Yến ở Long An gửi cho gia đình mình 2 triệu. Chị Phương ở thành phố Hồ Chí Minh gửi gia đình mình 1 triệu. Thứ ba là có chị Kiều Huy Thi ở Mỹ gửi cho mình 100 đô. Quyên đổi ra là 2 triệu 380 ngàn. Thứ tư là có anh Bản tài xế gửi cho anh chị 200. Thứ năm là có chị Tường ở Úc gửi cho anh chị 15 triệu. Thứ sáu là có cô Tất Diễm Lan ở Úc gửi cho anh chị 1 triệu. Tổng số tiền Thu Quyên cộng lại là 21 triệu 580 ngàn. Thì ở đây là Thu Quyên có 21 triệu 600, thì Thu Quyên sẽ gửi chị luôn khoản này. Em gửi chị 1 triệu ạ. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 20 triệu, 21 triệu, và đây là 600. Em gửi chị ạ. Thì em cũng xin cảm ơn là kênh của Thu Nguyên, là kênh YouTube Dạ. đã để cho em biết tới mạnh thường quân, chia sẻ với em tới mạnh thường quân có giúp tiền cho vợ chồng em cũng cảm ơn cô chú xa là ở trong nước ngoài nước như đó có cho tiền để giúp đỡ cho vợ chồng em, cảm ơn. Dạ. Chị có nghĩ là mình sẽ nhận được cái khoản tiền lớn như vậy không? Không, tại vì ngày đó bây giờ mình cũng không có mà nhận được số tiền lớn như vậy, lần đầu tiên mà được Thu Quyên trao cho mình số tiền vậy, mình cũng mừng. Với lại nếu mà không có kết quả mà giai đoạn cuối thì mình còn mừng hơn nữa là mình có tiền trị bệnh cho chồng mình. Nhưng mà cái khoản tiền này thì sau ngày anh Quốc về là cũng phải lo rất là nhiều, Lo như là cái giường anh ngủ là cũng phải là phải khác một tí. Em nghĩ là cái khoản tiền tụi này em mình chi ngủ phí dưới đất kia không có ngủ giường, ngủ như đó mình ngủ dưới gạch chứ không có ngủ giường. là gia đình mình là không có đủ điều kiện, hay là mình muốn là ngủ dưới đất? Dạ tại vì đông quá, nhà em 5 người là 3 đứa nhỏ với hai chồng, nó đâu có ngủ giường nữa đâu, phải trải dưới đất để mình mới ngủ hết. Mình với lại cái phòng trọ mình nó nhỏ, Anh chị ở trọ ở nhà chứ không phải là ở nhà hả? không phòng trọ. Giờ còn ba đứa đi học nữa. Cái ba đứa đi học thì em tạm thời bỏ qua đi. Nhưng mà cái điều trị của anh về nhà chắc chắn là phải thuốc thang đồ hay là cái kia rất là nhiều. Có một khi mà Thu Nguyên chia sẻ 2 clip trước thì chị đã xem chưa? Có xem có mấy cái cô ở trong phòng gần đó nó Dạ. có con hỏi là ủa người ta quay con hay nào vậy, có nói là có người chỉ con là cho số điện thoại của Thu Quyên vậy đó, Dạ. là để liên hệ với Thu Quyên là giúp đỡ hoàn cảnh của con. Cái phần bình luận á, Thu Nguyên cũng có đọc hết rồi. Có những cái người họ giới thiệu cho chị những cái bài thuốc như là bạc hà núi, hay là cái củ bạc hà núi, hay là đu Lá đủ đu đủ, đủ đu chồng đủ em á. uống rồi, Uống uống rồi ạ. mà mấy cái giò đi không được chị, không phải là mình để thừa thuốc Chị nói mà rõ là hơn em. thì lúc đầu á có bị rồi bắt đầu muốn coi kênh của anh Tuấn Dũng Nhịp Cầu Liên Lái gì đó, là uống cây bạc hà mình có xin chú Bảy Núi ở trên đó đó, người ta gửi cho mình 5 ký mà mình uống 10 ngày mà ảnh giật dữ lắm, ảnh giật là từ cái lúc uống đó là đi không được uống. Thì lúc uống cái bạc hà núi đó là Là không phải không là mình để thừa thuốc hay là nó thừa cái bạc hà, nhưng mà từ cái lúc uống đó là không đi được luôn tới giờ. Như là bữa vô bác sĩ cũng nói là hỏi mình cũng nói thiệt là mình uống lá đu đủ với bạc hà núi, mà bác sĩ nói là do mình uống thuốc nam, mình uống cái đó nó mới xây qua nó tới thận, À, là cái thận nó đang nghi ngờ là do uống thuốc uống thuốc mà nam. nó bị xuống thận. Nên là lúc mà anh chị lên đây là phải điều trị cái thận đầu tiên. Là Đúng rồi, điều trị lọc thận không có chỉ cái mục đó. Đấy mà mình hỏi mà bác sĩ ơi sao mà cái mục nó càng ngày càng lớn mà nó chuyển không được, mà ăn thì bị nghẹn. Thì bác sĩ nói là chờ kết quả CT mới biết. Thì kết quả CT chụp thứ bảy thì thôi, bữa nay là bác sĩ báo với mình là như vậy.
Bây giờ là cái phương thuốc nói thì gia đình mình, ví dụ mình về thì mình có định sử dụng cái loại thuốc nam, thuốc bắc hay là thêm một cái điều trị nào không? Mình cũng không biết nữa. Bây giờ có mấy cô ở gần đó thì chỉ là lên cha tường. Cái cô đó đó mấy Dạ. cô đó nói là mấy cô đó cũng đi nữa, đợt này về mấy cô nó tính là lên cha tường trị. Em thì em đợi là có giấy xuất viện thì mình cũng đi luôn thử coi sao. Phước chủ may thầy vậy không? Ở đây thì tụi em không có khuyên ai mà theo phương nào, vì em nghĩ là mỗi người là có một cái duyên để chữa bệnh Đúng của cá nhân, như là có thể là chị không hợp với thuốc này nhưng mà lại hợp với thuốc khác chẳng hạn, thì cũng mong là như vậy. À, thôi thì bỏ qua cái chuyện thuốc thang rồi đi, cái này là của gia đình mình sẽ quyết định. Còn nãy thì có nói về cái ngoại ở dưới quê là chăm cho người rồi. Dẫn cháu, ta đi Nhật. ông ngoại trước làm gì quên rồi chị? Ông ngoại đi là dắt cây. Ở dưới nhà đó là ông ngoại là ở nhà hay ở trọ? Ông ngoại ở nhờ nhà của bà nội để lại cho cô Út. Và bây giờ ba ở chung với cô Út luôn. Rồi từ bữa giờ mình lên đây giờ thì ba qua nhà trọ của mình ở để giữ ba đứa nhỏ, cơm nước rồi cho nó ăn vậy đó. Bà nội nó thấy vậy, bà nội nó mới về dưới để dòm được tiếp. Khi mà gia đình biết về cái tình hình của anh, còn tuy là còn rất là trẻ nhưng mà cái bệnh nó đã nặng như vậy rồi á, thì gia đình có cái ý kiến gì không? Thì hồi sáng mình có báo bệnh vậy đó thì nhà cũng nói thôi đi, cái số của nó vậy là vậy, cái số của nó tới đâu thì tới đó Là đi, gọi như là cũng chấp nhận rồi. chấp nhận. Rồi bây giờ là cứ bác sĩ cho trả về thì mình cứ về, về thì uống thuốc nam, mà mẹ nó uống thuốc nam chứ mình cũng không biết cho uống gì luôn. Không biết luôn. Trước tiên thì ở đây vô máu cho khỏe khỏe rồi bắt đầu mình mới đi về nhà, thì muốn ăn cái gì mình cho ăn cái đó, tại từ bữa giờ mình thèm đủ thứ hết trơn mà ăn không được, mình Thành không dám thèm. cho ăn. Thèm ngọt, thèm sữa, thèm đủ thứ hết trơn mà không dám cho ăn. Thì bây giờ về thì mẹ chăm đó, thì mình muốn đi bán tiếp tục, lại mấy nhỏ đi học nữa. Rồi mình vẫn đi bán, mình lo cho ảnh ăn uống hàng ngày, nếu mà mệt thì mình vẫn vô nước biển, vô bệnh viện vậy đó. Chị dâu có thể cho em biết cái cảm xúc khi mà mình biết tin là chồng mình không còn có thể điều trị được nữa rồi, cái về cái tương lai sắp tới thì chị có những cái cảm xúc như thế nào? Thì nghe mình sốc rồi mình khóc quá thì khóc luôn. Rồi bác sĩ nói như bình tĩnh lại đi, tại vì ảnh đã vào giai đoạn cuối rồi, thì chị cũng đừng có xúc động nữa. Bây giờ trước là cho ảnh khỏe để anh về nhà đi, rồi chị muốn lo gì đó chị lo. Ví dụ như là sau mà ảnh mất mà chị lo một mình chị một ba đứa, có chị nghĩ là sẽ chăm sóc có khó khăn không? Thì cũng khó khăn, một Bình mình lo cho ba đứa đi học thì nó rất là khó khăn. bình thường cái công việc à, ba để ba em đi học rồi chăm sóc các cái con nhỏ của mình đó thì chị làm hết hay là trước đây anh có phụ cho chị thêm? Có ảnh phụ, ảnh đi làm, ảnh như là ảnh là thu nhập chính trong nhà. Mình chỉ là bán và mình kiếm thêm thôi. Như ảnh thì đi mằn mọc rồi ảnh đứt tay, anh cũng nghỉ cả năm đó. Anh cái tay anh bị đứt gân đâu có làm được. Rồi ảnh mới khỏe khỏe ra đây anh đi mằn mọc, mà mập người ta không có đóng ghe nữa, rồi ảnh đi ra biển này. Tụi mình làm chuyện ai người đó làm, rồi về thì con cái cơm nước chứ cũng bình thường như vợ chồng khác chứ, cũng có ngọt ngào người ta. Nãy thì anh Quốc anh cũng có gọi điện cho chị vì là cái thời điểm này là sức khỏe anh rất là yếu, phải cần có một người ở bên cạnh để chăm sóc và có gì cần thì có thể nhờ chị giúp được. Thì bây giờ Thu Nguyên cái nãy giờ có nói chuyện với chị thì cũng làm phiền chị một thời gian rồi, mà anh cũng đang cần chị ở trên kia thì thôi cũng không có nán chị lại lâu nữa, thì chị cứ lên chị chăm sóc cho anh thêm đi chị ha. Có cái tình hình gì mới hoặc là biến chuyển tốt hay gì đó thì chị báo cho tụi em được mừng với chị em. À, thôi thì cũng xin chào chị ở đây luôn, rồi chào cô chú anh chị. Nguyên cũng xin tạm dừng clip ở đây, hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo ạ. À.